Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm clip này xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc Android TV và setup cho chúng nhà chúng ta một cái phòng karaoke chuyên nghiệp như đẳng cấp như những các phòng karaoke khi chúng ta đi ca. Chúng ta setup tại nhà với thiết bị sau. Thì trước hết thì chúng ta cần phải có một hộp Android box hoặc một chiếc máy tính. Ở đây trên chiếc Android box thì mình sẽ trải nghiệm trên chiếc RK8 này ha. Và tiếp theo nữa là chúng ta cần phải có một ổ cứng. Thì ở đây mình sẽ dùng ổ cứng máy tính đưa vào một hộp đọc. Chúng ta sẽ dùng ổ cứng này chứa dữ liệu, tức là chúng ta sẽ chứa nhạc trên đây. Thì cái bên này thì ổ cứng thì giá thị trường thì khoảng tầm 2 triệu. Nếu mà chưa full nhạc đầy đủ thì phải cần và ổ cứng phải dung lượng phải có 2 tơ trở lên. Ở đây thì Android box này, thiết bị Android box này thì giá trị hiện tại bên cửa hàng mình bán là RK8, sở hữu cấu hình là Rocket 368 rất là mạnh ha. RAM 2GB. Giá là 1.890.000. Nếu cộng hai thiết bị này lại, thì giá chắc cũng khoảng tầm setup, nếu mà bên mình setup trọn bộ cho khách hàng thì khoảng tầm 5 triệu mấy cho đến 6 triệu trọn bộ, là bao gồm cả TV box, ổ cứng, chép nhạc cho các bạn luôn nhé. Thì phí các bạn chép nhạc á, ở ngoài á, thì các bạn đã phải chịu 800 ngàn rồi. Thì ở đây mình chép nhạc cho khách đi như một gói combo mình khuyến mãi, mà chép nhạc mình sẽ tính khách hàng của mình là 500 thôi, và tiền phí chép nhạc và thêm nữa là một cái phí, đó là phí kích hoạt ứng dụng Smart Karaoke bệnh viện. Bên mình chỉ kích hoạt ứng dụng bệnh viện ha. Thì ứng dụng này là tính năng karaoke thông minh rất là hay. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nghiệm ha hai thiết bị, bạn nói đến cần hai thôi. Ổ cứng bên mình á, các bạn lưu ý bên mình cũng sẽ cung cấp là trọn bộ, bao gồm TV box và ổ cứng và chép nhạc trọn bộ. Nói chung là khi các bạn mua hàng bên mình hoặc là muốn chúng mình sẽ setup toàn bộ cho các bạn á, thì rất là đơn giản, bên mình sẽ làm hết tất cả các bạn. Ổ cứng thì mình sẽ sử dụng ổ cứng là backup led hàng của Mỹ 3TB, giá bên mình á là 2.900.000, là 2.900.000, là bao gồm bao đã bao là chưa bao gồm nhạc nha các bạn, là 2.900.000, là hàng sách tay nha, nên giá có thể lên xuống lúc này lên xuống thất thường. Đó, hàng của Mỹ 3TB, nhìn rất là đẹp và rất là nặng. Còn đây bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cho các bạn thử ha. Rồi mình xin hướng dẫn cách kết nối cho các bạn. Việc đầu tiên á, là chúng ta sẽ lắp một thiết bị Android box trước, để chúng ta phải cắm dùng cổng HDMI này. Chúng ta sẽ truyền tải lên chiếc TV của chúng ta, dùng đầu HDMI cắm vào TV box. Đầu thứ hai chúng ta sẽ cắm vào chiếc TV, và đây là nguồn của thiết bị Android box. Rồi cách cắm để liên kết với ổ chứa nhạc thì chúng ta sẽ dùng, ở đây có cổng USB, chúng ta sẽ cắm một đầu cổng USB vào Android box. Tuy nhiên là một cái mình chúng ta đưa USB vào Android box. Cổng còn lại chúng ta sẽ cắm vào ổ cứng, tức là chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ ổ cứng sang qua TV box. Đây chúng ta cắm này. Như thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm tính năng trên karaoke chuyên nghiệp ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đã khởi động thiết bị Android box lên. Khi mà chúng ta thiết bị Android box lên đó, thì chúng ta có thể tải ứng dụng như là Smart Karaoke ở trên tải trực tiếp tại CD Play ha. Bây giờ mình đã tải sẵn rồi. Thì ở đây mình đây là ứng dụng để chúng ta karaoke, mình sẽ click vào. Đối với lần đầu tiên á thì
Khi chúng ta cắm lần đầu tiên cắm vào ổ cứng á, thì mình ta phải chọn đường dẫn là ổ cứng chúng ta chứa nhạc đó. Thì ở đây mình sẽ click vào cài đặt và chọn thư mục nhạc karaoke, chọn đường dẫn cho nó. Mình sẽ bấm đây là thêm đường dẫn. Đấy, đường dẫn chúng ta ở đâu thì chúng ta cứ để ha. Đây, cái đường dẫn không biết mình để ở chứ đâu nào. Đây. Ồ, không phải. Rồi, mình để mình tìm đường dẫn nha. Rồi, chúng ta mình sẽ chọn đường dẫn. Đây. Ở đây là ổ chứa bi của mình. Ổ chứa nhạc. Thì khi mà chúng ta đây MTV. Đấy, thì ở đây thì gồm rất là nhiều bài hát đã có sẵn trong đây rồi. Chuẩn HD hết nha các bạn. Chúng ta đi bấm chọn, chúng ta không click vào bấm chọn tất cả thì nó máy sẽ tự động quét tạo chi mục bộ nhớ cho máy. Thì việc lần sau các bạn chỉ cần ghim vào mở lên là sử dụng, ghim vào mở lên sử dụng thôi. Lần đầu thì chúng ta sẽ cài đặt cái đường dẫn của nó, và lần sau thì các bạn sẽ dễ dàng thôi, chỉ cần mở lên là chúng ta cài liền đó. Đây mình sẽ được 19.320 hát, 20.000 bạc. Do cổ cứng mình bị cái gì đến nên thiếu một hai bài rồi. Xong, giờ chúng ta chỉ cần bấm quay trở về thôi. Để bắt đầu có thể ca. Cho trở về cho thiết bị sẽ tự động thay lại. Và nhạc sẽ tự động chạy. Đó, các bạn có thể thấy là nó đã bắt đầu chạy. Do chúng ta chưa chọn bài nào nên nó sẽ chạy những bài hát ngẫu nhiên ha. Rồi ok, mình sẽ tạm ngưng và hướng dẫn các bạn tiếp. Và đây, ở đây có một tính năng rất là thông minh là khi mà chúng ta sử dụng thiết bị này, khi mà chúng ta chọn bài hát không cần phải là remote nữa, chúng ta có thể trực tiếp ngay trên chiếc điện thoại của mình luôn. Đây mình sẽ tạo ra ứng dụng. Ứng dụng này có thể chạy trên hai hệ điều hành ha, Android và iOS ha. Ở đây thì chúng ta cần lên Set Play tại một ứng dụng tên là Smart Karaoke Remote. Đây là do mình đã tải về ha, mình sẽ bấm mở ha. Khi mà các bạn kết nối với Wi-Fi đang sử dụng chung với Android Box á, chỉ cần các bạn mở thì nó sẽ tự động kết nối. Các bạn đợi cho gì đây? Ở đây ứng dụng có hình dạng như thế này, chúng ta sẽ click vào và đang kết nối tự động bắt wifi vào đây. Những bài hát chúng ta chọn bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng với điều khiển trên chiếc smartphone thông minh này ha. Mình dùng ứng dụng này thì chúng ta không cần phải chiếc remote nữa. Chúng ta thể như là qua bài hát nè, chọn bài hát nè, chọn ưu tiên bài hát nè, chỉnh tông nè, và tắt lời bài hát đi, hoặc là chỉnh chế độ chấm điểm nè, volume nè, rất là nhiều tính năng. Đấy. Ha. Giờ mình sẽ trải nghiệm từng bước ha. Giờ mình sẽ cho vào là chạy nha. Bây giờ mình đang đứng thì mình sẽ bấm nút play trên thiết bị. Đó, các bạn có thấy không? Là hát. Chúng ta có khoảng cách rất là xa nha, chỉ cần sóng wifi chúng ta có là các bạn sẽ điều khiển được, chứ không phải nhất thiết sẽ gần như những chiếc remote là phải xa quá sẽ không nhận tín hiệu.
Rồi bây giờ mình thử một tính năng, một cái công cụ khác là mình sẽ bấm nét qua bài hát ha. Nét rất là nhạy đúng không ạ? Nhạy như một chiếc remote mà chúng ta không cần đưa ra trước, đưa ra phía sau. Và bây giờ mình sẽ thử tính năng chọn bài hát. Đây, giờ mình sẽ chọn ha. Khi các bạn bấm bài hát nào, các bạn có thể một là chọn ưu tiên, hai là bạn sẽ lưu lại cái bài hát là thành bài hát yêu thích của bạn. Bạn có thể vào danh sách yêu thích của bạn riêng của bạn. Đó. Và hai là bạn sẽ chọn ưu tiên. Đó. Bạn chọn ưu tiên là tức là đưa lên đầu đó. Rồi ba thứ bài sẽ chọn bài hát. Mình đã chọn. Đó, khi mà mình đã chọn bài đầu tiên thì nó sẽ tự động nhảy về, mình sẽ chọn bài thứ hai. Nó sẽ đứng theo thứ tự, ai chọn trước sẽ đứng trước, ai chọn sau sẽ đứng sau, cũng như chúng ta đi karaoke ở các phòng ca khác. Và chúng và cái âm thanh của mình là âm thanh rất là hay nha. Giờ mình thử chọn một bài khác nữa. Ví dụ mình search một bài hát khác, ví dụ như là Sơn Tùng đi ha. Đây, khi bạn chọn Sơn Tùng thì sẽ ra một danh sách. Danh sách của Sơn Tùng. Mình click ha, click vào chọn đó, các bạn thấy không, đã không phải dàn vừa đâu, đứng thứ hai mà là bài kế tiếp, rồi mình sẽ chọn thêm những bài khác. Rồi, ví dụ mình chọn một bản nhạc vàng nào đi, rồi Quang Lê đi, mình chỉ cần sắp tới ca sĩ cũng được, Quang Lê. Đầy đủ ha, đầy đủ thể loại chúng ta, nhạc libero, nhạc bolero ha, nhạc trẻ nè, nhạc Anh, nhạc Hàn nè, nhạc Âu Mỹ nè, đầy đủ. Vì kho nhạc là 20.000 bài hát. Quang Linh nè, Quang Lê nè, mình sẽ click chọn ha. Và một công cụ nữa, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công cụ là bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta sẽ để ca sĩ hát, và khi mà chúng ta hát đó là chúng ta sẽ tắt tiếng ca sĩ đi. Rồi biết chưa? Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là nhạc chúng ta đã tắt tiếng và chúng ta có thể hát thôi. Ta muốn mở lại thì chúng ta cần click lại thôi. Rồi, mình muốn nét qua bài hát kế tiếp. Và bên đây là những danh sách mà các bạn như cũng khách đến nhà chúng ta chơi, chúng ta đến khách, những khách hàng, rồi chúng ta vẫn có thể xem những bài lựa chọn, những bài kế tiếp theo thứ tự. Các bạn có thể vẫn đưa lên ưu tiên được nha, đẩy lên đầu được nha. Đó, ví dụ bạn xin phép hay là bạn có thể là lén lút rồi bạn có thể đưa lên đầu được. Rất là đơn giản. Đây mình sẽ sợ kéo và hát rất là nhiều, rất là nhiều bài hát. Chúng ta ca không hết ha các bạn. Rồi vô mình nét qua đi, là mình lại nét qua ha. Em chỉ thế thôi Sơn Tùng, thì mình sẽ nét qua. Đừng về trễ. Đây, ai vậy nha? Một bài hát của Quang Lê. Là rất là chuẩn nét HD các bạn. Anh nhớ chẳng ai, anh nhớ chẳng những chiều có người em gái qua bên mình, tiếng hò sao xuyên chẳng đầu mình, nhạc dừng nghe buồn bâu mây.
Bây giờ chúng ta hát nha. Rồi là lick. Rồi là mình hát. Là mình đã hướng dẫn cho các bạn tất tần tật về cái cách sử dụng, như là chúng ta sẽ set up chúng ta một dàn âm, dàn karaoke nhà đẳng cấp mà chúng ta có thể xài được những tính năng khác nữa, ví dụ như là trộn bộ như thế này thì chúng ta có thể xem được nè, như nào là YouTube nè, xem phim nè, với kho phim rất là khổng lồ. Này mình đang nhập, thì khi các bạn mua sản phẩm bên mình, cái những tài khoản này bên mình đã tặng cho các bạn ha, tài khoản VIP hết. Đây mình ví dụ mình điển hình mình sẽ vào YouTube nữa ha. Thì tức là chọn bộ này không phải là cho bạn chỉ riêng karaoke không. Ở đây chứ là chúng ta có thể là biến chiếc TV thường như thành một chiếc TV thông minh với nhiều tính năng khác nữa, chứ không phải là chỉ là riêng vì karaoke. Đấy, các bạn có thể thấy. Thì mình thử lót một nào em, tốc độ đường truyền như thế nào. Đấy, các bạn có thể thấy, nó rất khá là nhanh. Các cho Cường nhất là những cái hạn chế của Cường về mặt đó, chứ không riêng gì karaoke, hoặc chúng ta có thể là karaoke những bài mà mình thích. Giúp rất là nhiều từ cô Uyên cũng như là Tiên có hướng dẫn thêm. Thì hy vọng là Cường như bài sạc như là bài Hạ Trắng. Cả khán giả đến tôi cùng. Và đây cũng là lần cuối cùng con mà hát chung với mấy bạn. Giờ mình chọn là Hạ Trắng karaoke đi. Thì chúng ta sẽ hát trực tiếp là Hạ Trắng karaoke luôn. Rất là hay đúng không ạ? Như hình như các bạn có thể nói là khi các bạn sở hữu toàn bộ này thì những bài hát karaoke thì có thể nói là bài nào cũng có, không thiếu một bài. Rất là nhanh thì tính năng đây, YouTube các bạn có thể hay cho nhà cho với các bé chơi hay game hay là những gì đó. Thật ra tính năng biến chiếc TV của ta là một dạng karaoke chuyên nghiệp. Đây, chúng ta có thể xem phim nữa nè, vào lướt website. Mình có thể lướt xa, ví dụ như mình đọc báo đi, báo mới đi. Và lướt như một chiếc máy tính. Download cũng khá là nhanh ha. Đó, rất là nhanh. Đây là còn nhiều những tính năng khác nữa, nào bạn có thể chơi game nữa, trên website nữa, bạn có thể chơi game nè, xem karaoke, xem TV nữa nè, rất là đầy đủ tính năng. Rồi, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn tất tần tật về những thiết bị như thông minh trên. Thì với cái giá trọn bộ bên mình á, tạm thời thì mình sẽ báo cho các bạn một cái giá trọn bộ, tức là RK8 là giá là 1.890.000, ổ cứng thì chúng ta là sẽ là 2.800.000, và những chi phí khác thì để lắp đặt được trọn bộ như vậy đầy đủ và tất cả sản phẩm luôn thì chúng ta có thể trị giá có lên đến 5.000.000 mấy, 6.000.000 thì chúng ta xếp lúc giá cao hay thấp thì chúng ta do khi chúng ta chọn cái thiết bị bốc loại thường hay loại cao cấp.
thì loại thường lượng cấp loại nào cũng karaoke được cả. Thì còn cái còn về ổ cứng thì mình đã nói rồi từ lúc đầu clip là mình lấy hàng Sky của Mỹ, đó là hàng với update 3T, giá là 2.8 triệu ha. Mình đã nói với các bạn từ đầu clip thì cái đó là vẫn giữ nguyên giá. Giá chi phí xếp nhạc ở ngoài thị trường là 800, thì bên mình sẽ xếp nhạc cho các bạn là 500 và kích hoạt ứng dụng vĩnh viễn cho các bạn. Vì ứng dụng này là một ứng dụng chúng ta trả tiền, ví dụ các bạn mua ở ngoài các bạn cũng phải chỉ sử dụng được miễn phí 30 ngày thôi, thì bên mình sẽ đảm nhiệm cho các bạn kích hoạt cho các bạn luôn là vĩnh viễn, các bạn sử dụng thôi. Thì mọi thắc mắc hay là các bạn có thắc mắc gì thêm, các bạn cứ liên hệ vào nội dung bên dưới hoặc gọi trực tiếp ngay trên ngay số điện thoại trên ngay clip, mình sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn lắp đặt tận nhà miễn phí ship cho nội thành phố Hồ Chí Minh và giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Xin chào.